Sau việc trang điểm lên ai cũng như nữ thần, nhưng mặt mộc thì khó mà tin nổi. Giống như nhiều sao Việt khác, Hoa hậu Kỳ Duyên cũng rất chú trọng tới việc trang điểm khi xuất hiện trước công chúng. Khác với gương mặt mộc có phần kém sắc, người đẹp gốc Nam Định sau khi trang điểm, trong góc cạnh vẻ đẹp lên rất nhiều. Khi để mặt mộc, Hoa hậu Chuyển giới quốc tế Hương Giang lộ quần thâm xung quanh mắt và make-up đã giúp cô nàng loại bỏ yếu điểm đó để tỏa sáng mỗi lần xuất hiện. Sơn Tùng khi để mặt mộc 100% và khi make-up quá tay. Có lẽ nên liệt Hòa Minzy vào danh sách những sao Việt không thể sống thiếu trang điểm. Khi để mặt mộc, Đông Nhi vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi của fan. Nếu không đánh tạo khối kẻ mắt, Hương Tràm sẽ dễ dàng để lộ gương mặt tròn. Lý Nhã Kỳ xinh đẹp kể cả lúc để mặt mộc và sau khi trang điểm. So với hình ảnh được tô son phấn kỹ càng, Lan Khuê trông hiền hơn khi để mặt mộc. Mỹ Tâm không khác là mấy khi để mặt mộc và sau khi make up. Jibu chẳng cần trang điểm vẫn xinh đẹp. Hoa hậu Phạm Hương cũng sở hữu gương mặt mộc đáng ngưỡng mộ. Khi không trang điểm, Thủy Tiên đã nhờ đến sự hỗ trợ của Photoshop. Minh Tú đẹp sắc nét hơn sau khi trang điểm. Nhiều người cho rằng Hồ Ngọc Hà nên theo đuổi lối trang điểm nhẹ nhàng vì khi make up động trông nữ ca sĩ khá dư. Chỉ để mặt mộc thôi, Bảo Anh cũng đủ khiến fan thổn thức rồi. Khi để mặt mộc, nhan sắc của Lệ Quyên trông rất nhạt nhòa. Hoa hậu Hennie sang chảnh và ăn hình hơn nhiều sau khi trang điểm. Mai Ngô có lẽ là mỹ nhân Việt ăn phấn nhất, so sánh hình ảnh trước và sau trang điểm của cô nàng đúng là khác nhau một trời một vực. Ngô Thanh Vân lộ da sạm phờ phạc khác hẳn với hình ảnh sau khi trang điểm. Hoài Linh, Mr. Đàm khuyên nam em quên Trường Giang đi. Nam em không những không nghe mà còn cãi lời, hết sức tồi tệ. Nam em cho biết bản thân vô cùng tồi tệ vì cãi lời Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng sau scandal tình ái với Trường Giang. Trong chương trình sau lộ mặt diễn ra vừa qua, nam em cho biết cô cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, không chỉ áy náy trước Trường Giang mà người đẹp Tiền Giang còn cho rằng bản thân vô cùng tồi tệ vì cãi lời Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, nam em cho biết khi scandal tình ái nổ ra, cô từng trò chuyện với Hoài Linh khá lâu, trong đó danh hài nhiều lần khuyên nam em hãy quên danh hài xứ Quảng đi để sống cuộc đời mới vui vẻ, tích cực hơn. Thì người đẹp không những không làm theo, cô còn bày ra nhiều chiêu trò oái âm hơn như tặng hoa, chơi băng rôn trước quán của Mười Khó. Nam em bày tỏ khi scandal xảy ra, thời điểm trước khi cô chia sẻ những hình ảnh bình tĩnh sống, cô có nói chuyện với danh hài Hoài Linh khá nhiều. Vì thương tôi nên chú mới làm điều này. Tôi cảm kích chú Hoài Linh vì một nghệ sĩ lớn gạo cội lại sống tình nghĩa như chú, phải quý và thương mình thì chú mới cho lời khuyên. Chú có bảo rằng nếu ra sản phẩm âm nhạc thì phải hát bài vui, đừng hát bài buồn nữa, không thì người ta lại nghĩ tôi dựa vào scandal để đánh bóng tên tuổi, nam em kể. Đồng thời người đẹp cũng thừa nhận, tôi đã giải thích với chú Linh rằng chưa bao giờ con nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ làm cái điều gì mà cảm xúc muốn làm, nhưng tôi có lỗi với chú Linh lắm. Cái tôi của nam em khá lớn, chú đã khuyên rồi mà tôi nhất mực không nghe. Tôi cứ tự ý làm nhiều chuyện, tôi biết là chú Linh rất buồn. Những ngày sau này, tôi có nhắn tin xin lỗi chú Linh, nhưng chắc chú còn giận. Chính tôi cũng cảm thấy giận bản thân mình. Nếu mà nói về chuyện có lỗi, chắc hết kiếp này tôi cũng không trả hết cho mọi người. Không chỉ có danh hài Hoài Linh, mà ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng nhắn tin cho nam em với nội dung tương tự. Được Hoài Linh Đàm Vĩnh Hưng quan tâm thương yêu đối với nam em là một điều quý giá. Tuy nhiên bởi sự cố chấp cứng đầu còn quá lớn nên nam em liên tục làm cho những nghệ sĩ này cảm thấy buồn lòng. Trước đó nam em đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô đang trong bệnh viện kèm dòng trạng thái đầy tích cực. Cuộc sống ngắn ngủi, sống tích cực lên cả nhà nhé. Thấy chế không, vô đây mà vẫn lạc quan yêu đời. Nhiều khi đăng lên có thêm đống gạch nữa. Kệ gạch xây được nhà mà, phải giữ tinh thần lạc quan như vậy thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Giờ cũng không còn sức để nghĩ tiêu cực nữa đâu, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau bao thị phi trong thời gian qua, có vẻ như top 8 Hoa hậu Trái đất đã quá mệt mỏi. Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng nam em không thể đau được nữa vì hiện tại cô đã quá đau rồi. Chưa dừng lại ở đó, nam em còn từng đau khổ cầu cứu vì chứng mất ngủ của mình. Cô chia sẻ,
Cảm giác không thể ngủ được thực sự đang cướp đi cuộc sống của tôi từng ngày. Nếu có thể không ngủ vì một niềm vui thì có thể sẽ tốt hơn rất nhiều không? Ai đó có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn này không? Một cư dân mạng bày tỏ, nam em phải tập buông xuống đi thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái gì thuộc về mình thì nhất định sẽ quay về. Còn nếu không thì nên bỏ đi. Hay như ngàn vạn lời khuyên nhủ cũng không bằng một khoảnh khắc bản thân em ấy tự thông suốt, không biết còn khổ tới bao giờ. Hai đại gia VBIX Tuấn Hưng và Việt Anh tuyên bố sẽ cùng VTV mua bản quyền World Cup. Nhìn số tiền hai anh sẵn sàng chi ra thì có hy vọng rồi. Ca sĩ Tuấn Hưng và diễn viên Việt Anh cho biết sẵn sàng chung tay cùng VTV mua bản quyền phát sóng World Cup. Chỉ còn một tuần nữa World Cup 2018 chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, Việt Nam là quốc gia duy nhất còn lại chưa có xác nhận mua được bản quyền phát sóng. Những ngày qua, thông tin đài truyền hình Việt Nam VTV đã có bản quyền liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, phía VTV đều bác bỏ những tin đồn. Quanh câu chuyện bản quyền World Cup 2018, chia sẻ với báo Giao thông, diễn viên Việt Anh và ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh sẵn sàng bỏ tiền, chung tay cùng VTV để mua bản quyền phát sóng World Cup 2018. Nếu có thể. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, VTV là một đài truyền hình tầm cỡ quốc gia, tôi tin chắc nhiều người yêu bóng đá của Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền mua bản quyền World Cup. Việc VTV vẫn đang chần chừ, có thể do họ chưa tìm thấy nguồn thu. Nếu vấn đề là kinh phí, tất cả người dân Việt Nam đều sẵn sàng đầu tư cùng VTV để được xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Thế nhưng VTV cũng có nỗi khổ riêng của họ. Tiền bản quyền càng lúc càng cao, tiền thu được từ quảng cáo càng lúc càng đậm bạc. Nếu lộ quá nhiều thì cũng tội cho nhà đài. Trước khi trách nhà đài, chúng ta nên biết chúng ta là người có nhu cầu và nên tập với thói quen trả bản quyền. Lúc đó, chất lượng của các kênh truyền hình ắt sẽ tốt. Chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao VTV lại tuyên bố như vậy. Tại sao chúng ta được xem truyền hình miễn phí từ bao lâu nay? Tôi đồng ý với việc người Việt chúng ta chưa giàu như các nước bạn, nhưng chúng ta có thể học thói quen xem đến đâu trả tiền đến đấy. Nếu một người nào đó có tiếng nói của VTV đứng ra kêu gọi những người nghệ sĩ, đặc biệt những người mê bóng đá như tôi, sẽ cùng vận động, bản thân tôi sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí vừa đủ hợp lý để được xem. Đồng quan điểm với nam ca sĩ nắm lấy tay anh, nam diễn viên Việt Anh chia sẻ, tôi nghĩ việc VTV chần chừ có thể họ đang vướng mắc nên cần thời gian giải quyết. Nếu vấn đề chỉ là bài toán chi phí, tôi nghĩ tất cả những người yêu bóng đá của Việt Nam cũng như cá nhân tôi đều sẵn sàng chung tay với VTV. Mẹ bỉm sữa Ellie Trần khoe sự thông minh khi là người đầu tiên lập kỷ lục tại Nhanh Như Chớp. Nhanh Như Chớp tập 10 chào đón hai đội khách mời ST, Đào Bá Lộc, Diễm My 9X và Ellie Trần, La Thành, Diệu Nhi. Cả hai đội đều sở hữu đội hình đầy tài năng, trẻ trung và duyên dáng, hứa hẹn sẽ đem lại trận chiến cân tài cân sức cùng nhiều điều thú vị cho chương trình. Ellie Trần ngày càng được lòng khán giả qua hình tượng mẹ bỉm sữa. Tuy đã hai con, nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng quyến rũ ngày nào. Đến với chương trình, mẹ hai con Ellie Trần xuất hiện trong trang phục đầy trẻ trung năng động. Cô khiến mọi người bất ngờ khi cho biết rằng đây là lần đầu tiên mình tham gia một game show truyền hình. Dù khá e dè với dốc chết của chương trình, Ellie Trần vẫn cảm thấy tự tin khi được đồng hành cùng hai thành viên kỳ cựu tài năng là danh hài La Thành và nữ hoàng sitcom Diệu Nhi. Thế nhưng, MC Trường Giang ngay lập tức chặt chém khách mời như thường lệ, không hề nể nang dù cô đã là mẹ hai con. Anh khiến Ellie Trần nhục chí và muốn bỏ đội khi cô biết một sự thật rằng với Nhanh Như Chớp, những người càng hay càng duyên dáng, càng dễ ra về tay trắng. Ngoài ra, đồng đội Diệu Nhi không những không trấn an Ellie Trần mà còn phát biểu, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chị chơi game show, khiến cô ngày càng hoang mang. Ellie Trần đến với chiếc xe tử thần trong tâm trạng đầy lo lắng, nhờ vào màn khích lệ tinh thần đặc biệt của Trường Giang và Diệu Nhi. Kèm theo là sự áp lực trước phần thi khá xuất sắc của đối thủ Đào Bá Lộc trước đó, những tưởng sẽ gây khó khăn cho cô. Thế nhưng Ellie Trần lại dễ dàng vượt qua Đào Bá Lộc và đem về chiến thắng đầu tiên cho đội. Không dừng lại ở đó, Ellie Trần còn khiến cả trường quay nóng lên khi dần tiến đến câu hỏi số 10 và có cơ hội chiến thắng phần thưởng 20 triệu đồng từ chương trình. Bên cạnh đó, MC Trường Giang cũng không quên dành những lời khen có cánh dành cho Đào Bá Lộc với phần thi xuất sắc của anh.
Trường Giang còn cho rằng Đào Bá Lộc sinh ra là để chơi game show. Ngay sau đó, ST cũng thể hiện rằng mình không hề thua kém đối thủ Ellie Trần và đồng đội Đào Bá Lộc. Anh đã khiến cả trường quay trầm trồ khi anh chứng minh được mình không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai mà còn có sự thông minh đáng kể. Phần thi của ST gây ấn tượng mạnh khi anh dễ dàng vượt qua những câu hỏi mẹo đến từ MC Harry Won. Anh đã phục thù cho Đào Bá Lộc và đem về chiến thắng trong vòng tái đấu với đối thủ đáng gờm Ellie Trần. MC Trường Giang bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh với ST. Anh hài hước cho rằng ST không nên làm ca sĩ mà nên chuyển sang làm nhà khoa học. Ở một diễn biến khác, Diệu Nhi đã khiến cả trường quay bật cười với phần phản biện cho câu hỏi nước gì ăn được chứ không uống được. Cô bá đạo cho rằng đáp án nước tương của cô là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, phản biện bất hợp lý của Diệu Nhi đã bị MC Trường Giang bác bỏ thẳng thừng.